Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Phi Vlog. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục test cho các bạn xem con diều Delta nữa nha các bạn. Đây, diều mới về các bạn ơi, 240k nha. Đó, thì con diều Delta này bự hơn con diều Delta hôm qua nha các bạn. Thì con này là con Delta hình tam giác nha các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ khui cho các bạn xem. Mới chát luôn. Đó, thì ở đây nó có cái tặng cho thêm cái đuôi gời nè các bạn ơi. Đó, cái đuôi gời này thì cũng rất là dài luôn nha. À, đây con gì Delta nè các bạn ơi, đây là cái cây nang của nó nha. Rồi, đây là các bạn mở ra nè. Con gì hình tam giác nè các bạn. Đấy, rất là bự luôn. Thì bây giờ mình sẽ gắn nang vô rồi mình sẽ thả thử cho các bạn xem thử coi con diều Delta này nó bay đầm không nha các bạn. Đây, đó, nhóc Bi cầm thử Bi. Cầm vô ra, xe đây. Đó, thấy không, Bi cầm à. Đây là cái đầu hình tam giác ở trên đó nè các bạn. Đó, như các bạn nhìn vậy là các bạn biết bự cỡ nào nha. Đó, thì bây giờ mình, nó có cho thêm cái mà đuôi đây nè các bạn. Đó, cái đuôi rất thì dài luôn, cột ở dưới đây nè các bạn ơi. Đây, mình sẽ cột cái đuôi vô luôn nha các bạn. Rồi, ok, cột đuôi vô luôn nè các bạn ơi. Đây, thì bây giờ mình sẽ gắn sườn vô mình thả luôn nha. Bi đem lại đây Bi. Đây, ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ gắn sườn vô nha các bạn. Đây, nó có hai cây sườn các bạn ơi, ở một cây ở trên đó. Đây, một cây xéo ngang nha. Đó, ok các bạn ơi, ngon lành. Bây giờ mình sẽ cột dây vô. Con diều Delta này mắc hơn con diều Delta hôm qua nha các bạn ơi. Con diều Delta hai học hôm qua thì có 170 à, ý 180 chứ, con này thì tới 240 lận. Ok, bây giờ mình sẽ thả thử cho các bạn xem nha. Wow, nhiều rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây, đó. Wow, cái đuôi dài dã man luôn các bạn ơi. Wow, ôi đứng yên chở luôn rồi Bi. Đầm dữ rồi, diều này đầm lắm. Đứng yên chở luôn các bạn ơi. Đậm hơn là con diều Delta hai học hôm qua nha các bạn. Đây, mình sẽ phá chốt lại nha. Đây, giờ mình sẽ cho nhóc Bi cầm thả thử nha các bạn. Cho nhóc Bi thả thử xem như thế nào. Ô, con diều đẹp dở man luôn các bạn ơi. Đây nè. Con này 240 là xứng đáng nha các bạn ơi. Tại vì con này mình thấy nó đầm hơn và nó nhỉnh hơn con kia một tí nha. Nếu như mà các bạn lựa chọn thì mình nghĩ các bạn nên mua con này, thêm xíu tiền mua con này ngon hơn các bạn ơi. Con này ngon hơn con hôm qua, mình thấy đẹp. Nhóc Bi hả? Thả hết dây luôn Bi ơi. Thả hết dây luôn đi. Nó cho nó tặng thêm cái đuôi rất là dài luôn nha các bạn. Hết dây luôn, thả hết dây luôn đi. Con này nhìn giống như mấy con dự án nha Bi. Mà nó đậm ghê luôn á, anh thấy nãy hồi nãy lên để im đã đứng chỗ luôn á, đó thấy không? Đó, Bi nó không thả dây nữa các bạn, thấy đứng chỗ luôn các bạn ơi. Diều rất là ngon lành luôn, 240k. Xứng đáng luôn nha các bạn. Thì bạn nào muốn mua thì mình để cái đường link ở phía dưới phần mô tả nha, thì các bạn bấm vô đường link đó các bạn mua nha các bạn. Đó các bạn, nếu như mà muốn mua trên Shopee thì các bạn bấm shop diều giá rẻ nha. Rồi. Còn trên Facebook là các bạn bấm shop diều trẻ em là nó sẽ ra ở cái chỗ mà cái tiệm mà bán con diều này nha các bạn. Nhìn cái đuôi nó dài dã man luôn. Đấy, ngon lành, ngon lành gà cành đào luôn.
Đấy, ok các bạn ơi, thì con diều này rất là đầm luôn nha các bạn. Đó, bay rất là đầm luôn. Bạn nào mà muốn mua thì các bạn cứ kéo xuống dưới phần mô tả, mình sẽ để cái đường link nha các bạn. Mình sẽ để đường link mà cái shop mà bán diều này nè cho các bạn mua. Đó, con này 240k nha. Đó, thả rất là đầm. Nếu như mà các bạn chơi diều Delta, mình thấy con này nó êm hơn là cái con diều Delta hai học hôm qua nha các bạn. Đấy, tại vì con này vừa đẹp mà vừa đầm nữa các bạn ơi. Đấy, thì cũng cũng tùy vào mà cái mắt nhìn của mỗi người thôi. Bạn nào thích con nào thì mua con đó nha. Đó, nhưng theo mình thì mình thích con này hơn, thích con này hơn là con diều Delta hai học kia. Con này rất là bự luôn các bạn ơi, hình như hồi nãy là thằng nhóc Bi sải tay ra là cũng khoảng 1m7 1m8 vậy các bạn, có thể gần 2m luôn. Rất là bự à, nhóc Bi thả kìa. Bi cái này có cái tay quay thả ngon lành luôn các bạn ơi. Đó, cái này chơi tay quay không à, nghỉ chơi bằng cái cuộn dây quay kia rồi. À, chuyên nghiệp ạ. Dữ dằn thiệt. Đấy, ok, mình sẽ quay con diều cho các bạn xem nha. À, đó, hiện tại ở dưới mình là 5 giờ 45 rồi các bạn ơi. Nhưng mà trời, các bạn nhìn thấy à, lâu lâu mới được một ngày đẹp trời vậy nè các bạn ơi. Đó, đây. Đó, lâu lâu mới được một ngày đẹp trời nè, mình quay cho các bạn xem nha. Đó, trời hiện tại là đang còn nắng nữa nè các bạn ơi. Còn đang trời nắng nha, 5 giờ 45 rồi mà còn nắng nữa các bạn. Đấy, trời trong xanh luôn nè. Đấy, mình ra đây mình quay cho các bạn xem. Đó, cho các bạn thấy con diều đẹp nè. Đứng chỗ một luôn, con này là đứng chỗ một luôn nha các bạn. Mình rất là thích con này luôn. Đấy, nãy biết vậy anh đem con Delta 2 học kia ra thả hai con chung lượt luôn rồi. Đúng rồi, cho đẹp. Cho đẹp hả? Thả hết dây chưa? Hết rồi. Ok, hết dây luôn các bạn, đâu cho các bạn xem này. Đó, hết dây luôn. Giữ dần ta bị thả này, hết dây luôn. Dây này thì cũng ngắn thôi nha các bạn ơi, chứ không có dài lắm. Quay dữ rồi kìa. Dây này của mình thì cũng ngắn thôi, tại vì mình quay video cho các bạn xem, thả cao quá thì các bạn không có thấy được con diều. Thì nhìn nó không có đẹp các bạn ơi. Đó, mình là đây, đó. Các bạn nhìn y chang như con diều én vậy các bạn ơi. Wow, rất là phê luôn. Đây, tay thả diều sắp chuyên nghiệp. Sắp chuyên nghiệp chứ chưa được chuyên nghiệp. Ờ, sắp chuyên nghiệp rồi. Ồ, quay. Wow, đứng im chỗ luôn trời, công nhận diều này ghê thiệt ha Bi. Bởi vì diều này 240 phải rồi. Đứng chỗ luôn, anh thấy đứng chỗ luôn á. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ cho nhóc Bi quấn diều lại về luôn nha các bạn. Đây, rồi, nhìn nhóc Bi quấn diều kìa. Nhìn nhàn gỏi luôn các bạn ơi. Diều xuống gần tới nè. Đấy, thì con diều này rất là ok luôn. Đây, bạn nào muốn mua thì cứ các bạn cứ lên Shopee gõ shop diều giá rẻ là ra nha các bạn. Rồi lúc đó vô các bạn vô lựa mua. Đó, nhóc Bi quay mới vài vòng diều xuống gần tới nha các bạn ơi. Đấy, đó, nhóc Bi quay vài vòng diều xuống tới nè. Có cái tay quay này là các bạn quay rất là lẹ luôn. Cái tay quay này mình mua là 22 cm nha các bạn. Đấy, quấn vô đi Bi. 22 cm với giá 160k. Đó, cái tay quay là mình rất là kết luôn. Đấy, về xuống tới nè, rất là đẹp luôn nha các bạn. Con diều này 240k, nhìn thả xứng đáng đồng tiền luôn. Quấn đi Bi, quấn lại đi. Đẹp ha. Wow, đấy, ok các bạn ơi, thì có lẽ hai đứa mình sẽ về luôn nha các bạn ơi, về cho nhóc Bi ăn cơm nữa các bạn ơi. Thì giờ cũng gần 6 giờ rồi nha. Đó, 6 giờ gần 6 giờ mà trời vẫn còn nắng nè các bạn ơi. Đấy, lâu lâu mới được một bữa đẹp trời như thế này mà anh em mình ra đây mình quay nha các bạn. Đó, thì bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp nha. Bye.